Thưa quý vị, doanh nghiệp Việt Nam sử dụng dư luận viên để trợ giúp cho kinh doanh. Tin từ Hà Nội cho hay vào ngày 18 tháng 6, luật sư nhân quyền Hà Huy Sơn nói là nhiều doanh nhân Việt Nam sử dụng nhóm dư luận viên và thuê một số công ty kỹ thuật để ngăn chặn những thông tin không có lợi cho mình trên mạng xã hội. Trong một status đăng trên trang Facebook cá nhân, luật sư Sơn nói dư luận viên và các công ty thuê nói trên được trả tiền để khuếch tán những thông tin ảo đánh bóng cho doanh nghiệp thuê họ. Theo ông thì những doanh nghiệp bất động sản hay sử dụng chiêu này nhất. Ông cho rằng đây là một loại tội phạm rất nguy hiểm cho xã hội và cần phải bị lên án vì nó làm méo mó thông tin sự thật về món hàng và dịch vụ mà người mua cần. Luật sư Sơn cho rằng hình thức này có dấu hiệu phạm tội quy định tại Điều 167 của Bộ Luật Hình sự hoặc cần bổ sung loại tội danh mới này nếu chưa có. Điều 167 nói về tội phạm xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân và có mức chế tài từ 3 tháng cho đến 5 năm tù giam. Và người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ từ 1 năm cho đến 5 năm. Luật sư Sơn là một trong những vài luật sư nhân quyền hay tham gia bào chữa trong nhiều vụ án chính trị xử người bất đồng chính kiến và người hoạt động xã hội cũng như người hoạt động nhân quyền. Ông là người đầu tiên nêu ý kiến về việc doanh nghiệp Việt Nam sử dụng chiêu thức trên để kiểm soát và lũng đoạn tin tức về doanh nghiệp của mình trong một quốc gia mà Đảng Cộng sản cầm quyền và chính phủ của nó đang sử dụng hàng chục ngàn dư luận viên cùng với là kỹ thuật thông tin không giới hạn để kiểm soát các mạng xã hội và định hướng dư luận xã hội với mục tiêu giữ vững độc tôn chính trị của người Cộng sản.